Hello, xin chào các bạn. Đây là video thứ 27 của mình và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là đại từ quan hệ relative pronomen, câu quan hệ hay là mệnh đề quan hệ relative dats. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là chức năng của mệnh đề quan hệ hay là câu quan hệ là để làm gì các bạn nhé. Câu quan hệ hay là mệnh đề quan hệ trong tiếng Đức gọi là relative dats là một câu phụ, nghĩa là động từ chia theo chủ ngữ sẽ ở vị trí cuối cùng trong câu. Và chức năng của relative dats chính là để bổ sung thông tin cho một danh từ mà bạn đã đề cập tới trước đó. Có nghĩa là để bổ sung thêm thông tin cho một sự vật hoặc sự việc hoặc một người hoặc một vật nào đó mà các bạn đã đề cập đến phía trước và đó là một danh từ. Ví dụ khi mà trong tiếng Việt các bạn nói là đây là cuốn sách mà ba của tôi đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật, thì có nghĩa là cái về sau thông tin bổ sung là thông tin mà ba tôi đã tặng cho tôi cái cuốn sách này vào dịp sinh nhật. Thì trong tiếng Đức chúng ta sẽ phải sử dụng tới relative pronomen và relative dats để mà diễn đạt cái ý này. Das ist das Buch, das mein Vater mir zum Geburtstag geschenkt hat. Thì các bạn thấy là cái vế das mein Vater mir zum Geburtstag geschenkt hat nó chính là cái thông tin bổ sung cho das Buch ở vế câu phía trước. Thì cái vế này chính là relative dats và chữ das sau dấu phẩy chính là relative pronomen, đại từ quan hệ. Nếu như không có hiện từ ngữ pháp là câu quan hệ hay là mệnh đề quan hệ thì các bạn sẽ phải diễn đạt cái câu trên thành hai câu đơn đúng không? Chúng ta sẽ phải nói là das ist das Buch. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói một câu thứ hai là Mein Vater hat mir das Buch zum Geburtstag geschenkt. Nhưng nhờ có hiện tượng ngữ pháp này mà chúng ta có thể nối hai câu trên thành một câu. Das ist das Buch, das mein Vater mir zum Geburtstag geschenkt hat. Trong cái ví dụ mà mình vừa nêu thì das ist das Buch chính là Hauptsatz, tức là mệnh đề câu chính, và das mein Vater mir zum Geburtstag geschenkt hat chính là relative dats. Và nó sẽ được kết nối với nhau qua một dấu phẩy. Từ das đứng ngay sau dấu phẩy chính là đại từ quan hệ relative pronomen. Và các bạn cũng thấy là động từ hat trong cấu trúc perfect hat geschenkt đã được đảo xuống cuối cùng bởi vì relative dats là một câu nebensatz, tức là một câu phụ. Đối với một số bạn mới học tiếng Đức thì các bạn sẽ cảm thấy đại từ quan hệ trong tiếng Đức rất là phức tạp. Bởi vì các bạn sẽ thấy tùm lum hết, nào là lúc thì das, lúc thì der, lúc thì dem, đúng không nào? Và khi mà chúng ta sử dụng đại từ quan hệ để kết nối câu hoặc để bổ sung thông tin cho một cái danh từ thì chúng ta phải chú ý tới ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất chính là danh từ mà các bạn muốn bổ sung thông tin ở số ít hay là số nhiều. Thứ hai, đó chính là giống của danh từ này. Danh từ này là giống đực masculine hay là giống cái feminine hay là giống chung neutral. Và cái thứ ba nữa cực kỳ quan trọng đó chính là trong cái thành phần câu relative dats, tức là cái phần thông tin mà các bạn bổ sung thêm, thì cái danh từ này nó giữ cái vai trò như thế nào. Nó là một chủ ngữ subject thì các bạn sẽ phải chia nó là ở nominative, tức là biến đổi cái đại từ quan hệ theo bảng nominative. Nếu như nó có chức năng là một cái object, tức là một cái tân ngữ, thì phải tùy theo cái động từ đó là các bạn sẽ có một cái tân ngữ ở accusative hay là tân ngữ ở dative, thì khi đó chúng ta mới quyết định được là cái đại từ quan hệ này các bạn cần phải biến đổi nó theo dạng dative hay là accusative. Và nếu như các bạn có một cái quan hệ giữa hai danh từ là một quan hệ sở hữu thì khi đó các bạn sẽ phải sử dụng là genitive. Như vậy các bạn nhớ cái đại từ quan hệ nó sẽ phụ thuộc vào cái danh từ đó ở hai yếu tố là số ít hay số nhiều và là giống. Nhưng còn các bạn lựa chọn là nominative, accusative, dative hay là genitive là do cái vị trí của nó ở trong cái câu mà các bạn muốn bổ sung thông tin, tức là trong câu relative dats. Tiếp theo đây thì mình sẽ lấy những cái ví dụ theo từng bảng nominative, accusative, dative và genitive để cho các bạn hiểu rõ hơn sự liên kết giữa đại từ quan hệ và cái danh từ mà các bạn sẽ bổ sung thông tin cho nó. Một điều mà các bạn cần lưu ý nữa đó chính là vị trí của câu quan hệ.
Thường thì câu quan hệ sẽ đứng gần nhất có thể danh từ mà nó bổ sung thông tin. Nhiều trường hợp và đa phần là nó sẽ đứng ngay sau danh từ đó, tức là danh từ rồi đến dấu phẩy rồi đến mệnh đề quan hệ luôn. Nhưng một số ít trường hợp thì nó sẽ cách ra một hai chữ, ví dụ như câu phía trước là một câu perfect thì thông thường là người ta sẽ viết nốt cái động từ participe perfect sau đó thì mới đến dấu phẩy rồi mới tiếp tục là câu relative past. Thì tiếp theo đây trong cái phần ví dụ của mình cũng sẽ có một cái ví dụ như thế để các bạn hình dung rõ hơn. Nhưng mà các bạn nhớ là relative past sẽ càng đứng gần danh từ mà nó bổ nghĩa nhất có thể các bạn nhé. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi sâu vào hơn sự biến đổi của relative pronomen, đại từ quan hệ ở nominative, accusative, dative và genitive. Thì các bạn nhớ là relative pronomen nó biến đổi y như là mạo từ xác định, tức là y như là bestimmter article. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bảng relative pronomen ở nominative, có nghĩa là đại từ quan hệ sẽ có vai trò là chủ ngữ trong câu relative past. Thì cũng giống như là bestimmter article thì các bạn sẽ có đại từ relative pronomen ở nominative là der đối với danh từ giống đực, die đối với danh từ giống cái, das đối với danh từ giống chung và die đối với danh từ ở số nhiều. Ví dụ, das ist der Mann, der aus Deutschland kommt. Das ist der Mann, der aus Deutschland kommt. Thì các bạn sẽ thấy là das ist der Mann là Hauptsatz, tức là vế câu chính. Và cái thông tin mình cần bổ sung ở đây là cho danh từ der Mann. Chính vì thế mà cái relative past nó sẽ theo ngay sau dấu phẩy. Der Mann, phẩy, rồi đến der aus Deutschland kommt. Thì các bạn thấy der aus Deutschland kommt thì cái thành phần der, tức là cái đại từ relative pronomen nó chính là cái chủ ngữ của câu này. Thì bình thường chúng ta sẽ nói là der Mann kommt aus Deutschland hoặc là er kommt aus Deutschland, đúng không ạ? Thì cái er hoặc là cái der Mann đó bây giờ đã được thay thế bởi der là relative pronomen. Và khi mà các bạn hay như vậy thì đương nhiên là nó phải ở bảng nominative bởi vì đây là thành phần chủ ngữ của câu. Das ist der Mann, der aus Deutschland kommt. Và động từ kommt chúng ta sẽ phải để xuống cuối câu vì đây là một câu phụ Nebensatz. Tiếp theo là ví dụ với đại từ relative pronomen dành cho danh từ giống cái. Das ist die Tasche, die 60 Euro kostet. Das ist die Tasche, die 60 Euro kostet. Thì cái die 60 Euro kostet đó thì các bạn thấy nó chính là die Tasche kostet 60 Euro. Die Tasche là chủ ngữ trong cái câu này. Cho nên khi mà chúng ta muốn biến nó thành ra câu quan hệ để bổ sung thông tin cho từ die Tasche ở vế chính thì tất nhiên là các bạn sẽ phải sử dụng die ở đây là đại từ quan hệ ở nominative dành cho danh từ giống cái. Đối với danh từ giống chung, das ist das Kind, das gestern auf dem Spielplatz gespielt hat. Das ist das Kind, das gestern auf dem Spielplatz gespielt hat. Das Kind hat gestern auf dem Spielplatz gespielt. Đó chính là câu này mà là ở dạng câu đơn. Thì các bạn sẽ thấy là das Kind, ở đây là chủ ngữ. Das Kind hat gestern auf dem Spielplatz gespielt. Và bây giờ khi mà chúng ta kết nối hai câu này để bổ sung thông tin cho từ das Kind ở vế chính thì tất nhiên là das sẽ phải ở nominative, tức là chủ ngữ. Das ist das Kind, das gestern auf dem Spielplatz gespielt hat. Ba ví dụ mà mình vừa lấy thì các bạn đều thấy là der Mann, die Tasche và das Kind nó đều là ở nominative bởi vì nó đứng sau cụm das ist, sau động từ sein. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ mà cái danh từ ở phía trước nó ở accusative thì các bạn sẽ thấy là cái danh từ ở phía trước ở accusative thì không liên quan gì tới cái việc là cái relative pronoun này ở phía sau nó là nominative, accusative, dative hay là genitive bởi vì cái việc nó ở cái cách nào phụ, hoàn toàn phụ thuộc vào phía sau, không phụ thuộc vào cái cách của danh từ ở phía trước. Ich suche die Maschinen, die über 500 Euro kosten. Ich suche die Maschinen.
thì cái ist-Suche thì các bạn biết là sau động từ suchen sẽ là accusative đúng không? Thì die Maschinen sẽ là accusative mà ở số nhiều. Cái này nó ở số nhiều và nó ở accusative. Nhưng phía sau die über 500 Euro kosten. Thì die Maschinen kosten 500 Euro. Die Maschinen ở đây là chủ ngữ, thì tức là sang relative subject nó vẫn là chủ ngữ, tức là các bạn vẫn phải sử dụng die, tức là nominative, nó hoàn toàn không liên quan gì đến việc là die Maschinen ở về trước là ở accusative, các bạn nhớ nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có bảng relative pronomen ở accusative, chính là den dành cho danh từ masculine giống đực, die dành cho danh từ giống cái, das dành cho danh từ giống chung và die dành cho danh từ số nhiều. Về nguyên tắc thì nó chỉ có như vậy thôi, cho nên là mình sẽ không cần phải lấy quá nhiều ví dụ để khiến cho các bạn rối thêm. Cũng với một cái câu Hauptsatz là Das ist der Mann, nhưng mà bây giờ phía sau thì mình sẽ có một cái mệnh đề Relative Satz mà các bạn sẽ bắt buộc phải sử dụng Relative Pronomen ở Accusative. Das ist der Mann, den ich gestern im Supermarkt gesehen habe. Das ist der Mann, den ich gestern im Supermarkt gesehen habe. Thì các bạn sẽ thấy là das ist der Mann. Ở đây là der Mann là nominative và là giống đực. Về sau, ich mới là chủ ngữ của câu đúng không nào? Ich habe den Mann im Supermarkt gesehen. Thì các bạn sẽ thấy là cái Mann ở đây trong cái về sau của mình ấy, tôi đã nhìn thấy ông ấy ở trong siêu thị ngày hôm qua. Thì ông ấy là object của chủ ngữ ich. Cho nên là đương nhiên khi mà các bạn muốn sử dụng relative subject thì các bạn sẽ phải chọn relative pronomen ở accusative. Rồi câu relative subject của chúng ta sẽ là gì? Das ist der Mann, den ich gestern im Supermarkt gesehen habe. Các bạn đã hình dung chưa ạ? Đối với trường hợp feminine hay là neutral hay là số nhiều thì nó cũng y chang là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tới bảng thứ ba, tức là bảng relative pronomen ở dative. Như mình đã nói thì cái relative pronomen nó biến đổi y như là bestimmter Artikel. Cho nên là relative pronomen ở dative nó sẽ có dạng y chang như là bestimmter Artikel ở dative, có nghĩa là dem đối với danh từ giống đực masculine, der đối với danh từ giống cái feminine và dem đối với danh từ giống chung neutral. Nhưng mà ở số nhiều thì nó sẽ khác một chút các bạn nhé. Nếu như mà ở dative và bestimmter Artikel thì các bạn sẽ có dạng là den, thì relative pronomen sẽ là denen, denen. Das ist der Mann, dem ich geholfen habe. Das ist der Mann, dem ich geholfen habe. Thì các bạn biết là der Mann là giống đực rồi này. Rồi bây giờ cái phía sau của nó động từ helfen mà mình đã chuyển sang participle perfect là geholfen ấy, thì nó sẽ yêu cầu cái tân ngữ của nó phải là ở dative đúng không? Ich là chủ ngữ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có ich habe dem Mann geholfen. Giờ dem Mann mà chúng ta phải chuyển thành ra là relative pronomen để bổ nghĩa cho dem Mann ở phía trước thì chúng ta sẽ có cái câu là Das ist der Mann, dem ich geholfen habe. Thì các bạn đã hình dung ra cái cách thức mà relative subject nó hoạt động chưa ạ? Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có với danh từ giống cái. Ví dụ, Das ist die Frau, der ich geholfen habe. Hoặc là đối với das cũng vậy, Das ist das Kind, dem ich geholfen habe. Đối với số nhiều thì nó sẽ khác. Tại vì cái đại từ relative pronomen nó được là denen, chứ không phải là dem. Vì thế thì chúng ta sẽ có là gì? Das sind Kinder, denen ich geholfen habe. Đó là lũ trẻ mà tôi đã giúp đỡ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến bảng cuối cùng, đó chính là relative pronomen ở genitive. Thì các bạn nhớ là cứ khi nào mà nhắc đến genitive là nó thể hiện quan hệ sở hữu giữa hai danh từ. Ví dụ như ngôi nhà của cô giáo, das Haus der Lehrerin, die Lehrerin. Nhưng mà chúng ta sẽ phải biến đổi mạo từ die thành der để thể hiện quan hệ sở hữu giữa ngôi nhà và cô giáo. Ngôi nhà của cô giáo, das Haus der Lehrerin. Nhưng mà cái đại từ relative pronomen ở genitive thì nó không có giống với bestimmter Artikel. Nó có một cái form khác hẳn.
ở masculine tức là danh từ mà các bạn cần bổ nghĩa, nó là giống đực, thì cái đại từ relative pronoun này nó sẽ là dessen, giống cái sẽ là deren, giống chung là dessen và giống nhiều là deren. Và các bạn chú ý là ngay sau relative pronoun này thì sẽ là danh từ mà có quan hệ sở hữu với cái danh từ mà các bạn cần bổ sung thông tin, và khi đó thì các bạn sẽ không cần quan tâm đến giống của cái danh từ này là giống đực hay giống chung hay giống cái, bởi vì đơn giản là chúng ta không có sử dụng mạo từ ở đây nữa, chỉ có là relative pronomen sau đó đi cạnh với một cái nomen khác, tức là một cái danh từ khác. Bây giờ thì mình sẽ lấy ví dụ để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái gì mình vừa nói nhé. Das ist der Mann, dessen Tochter die beste Studentin ist. Das ist der Mann, dessen Tochter die beste Studentin ist. Thì các bạn sẽ thấy đây mình sử dụng dessen là bởi vì cái danh từ mà mình muốn bổ sung thông tin là der Mann. Và sau dấu phẩy thì sẽ đến relative pronomen. Nhưng mà sau relative pronomen thì lập tức sẽ là Tochter. Tức là đây là gì? Die Tochter von dem Mann. Die Tochter des Mannes. Đứa con gái của cái người đàn ông này. Đó là người đàn ông mà con gái của ông ấy là sinh viên giỏi nhất. Das ist der Mann, dessen Tochter die beste Studentin ist. Thì các bạn đã thấy được cái mối quan hệ giữa Tochter và Demann chưa? Tochter là đứa con gái của người đàn ông. Thì bây giờ để diễn đạt cái quan hệ sở hữu đó thì chúng ta sẽ sử dụng là dessen. Bởi vì Demann là giống đực cho nên các bạn sẽ phải dùng là dessen. Lúc này thì các bạn lại không cần quan tâm đến cái danh từ Tochter nó là giống gì hết. Nó là giống cái, giống chung hay giống đực thì cũng không quan trọng. Mà quan trọng nhất là danh từ mà các bạn muốn bổ sung thông tin cho nó ở giống gì, số ít hay là số nhiều. Bây giờ sẽ là một cái ví dụ về giống cái. Das ist die Frau, deren Mann sehr reich ist. Das ist die Frau, deren Mann sehr reich ist. Đó là người phụ nữ mà chồng của cô ấy rất là giàu có. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Mann ở đây là giống đực đúng không? Nhưng mà không quan trọng gì hết. Nó không cần dùng đến mạo từ. Và các bạn chỉ cần chú ý là die Frau, tức là danh từ mà các bạn muốn bổ sung thông tin nó là giống cái. Thì bây giờ đại từ relative pronomen các bạn sẽ phải sử dụng là deren. Das ist die Frau, deren Mann sehr reich ist. Mình vừa chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về mảng relative pronomen và relative subject ở trong tiếng Đức. Thực ra thì đây là những kiến thức cực kỳ căn bản. Còn sau này khi mà các bạn học cao lên thì nó sẽ còn phát triển thêm nữa, nó có một số những cái ngữ pháp nữa liên quan đến câu quan hệ mà chúng ta sẽ học ở trình độ cao hơn như là B1 hoặc là B2. Nhưng mà đây là những cái cơ bản nhất và là nền tảng. Nếu như các bạn hiểu được khi nào sử dụng nominative, dative, accusative, các bạn hiểu được mối quan hệ giữa relative pronomen, tức là đại từ quan hệ với cái danh từ mà các bạn muốn bổ nghĩa, các bạn hiểu được cái mối quan hệ giữa sự sở hữu, tức là cái genitive, thì việc biến đổi các cái câu hoặc là sử dụng câu quan hệ không có gì là khó khăn cả. Cho dù sau này các bạn có học cao hơn, nâng cao lên thì cũng đây cũng vẫn là những cái nền tảng. Bốn cái cách nominative, accusative, dative, genitive là bốn cái trụ cột của tiếng Đức. Nếu các bạn nắm vững được khi nào các bạn sử dụng nó thì các bạn sẽ không có một cái vấn đề gì khó khăn cả. Và nếu như bạn nào chưa từng xem những cái video của mình trước đây nói về khi nào sử dụng nominative, khi nào sử dụng dative và accusative thì các bạn có thể lục xem lại những cái video ở phần kiến thức A1 mà mình đã post trước đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis bald.